Chào mừng các bạn đến với chương mục Hỏi Đáp số 145. Hỏi Đáp 145, Hương đi vào thẳng câu hỏi đầu tiên luôn là câu hỏi 1525. Chào Thủy Hình Online, đây là lần đầu tiên mình đặt câu hỏi tới ban biên tập. Lời đầu cho mình gửi lời chào tới toàn thể biên tập Thủy Hình Online, cùng lời chúc sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Nhân đây cho mình hỏi là năm nay mình 31 tuổi và mới bắt đầu tập gym được 9 tháng. Như vậy có phải là hơi chậm trễ và thiệt thòi cho sự phát triển cơ bắp không? Vì mình nghĩ tuổi 31 thì cơ bắp sẽ không được phát triển tốt như thời trẻ. Và mình hỏi thêm một câu nữa là mình đang ở bên Hàn Quốc nên thời tiết khá là lạnh, nên mỗi khi pha thực phẩm bổ sung mình thường pha với nước nóng khoảng 70-80 độ C rồi cho vào máy xay sinh tố cùng với táo tàu thì được một lượng nước uống tương đối ấm, phù hợp với thời tiết lạnh giá bên Hàn Quốc. Không biết mình pha với nước nóng như vậy có làm thay đổi hay mất các chất dinh dưỡng từ táo cũng như từ Sintha 6. Mong thấy online cho lời khuyên. Đầu tiên thì ban biên tập cũng gửi, thay mặt ban biên tập Duy cũng gửi lời chào mừng đến bạn là thành viên mới. Và đặt câu hỏi đầu tiên với lứa tuổi của bạn là 31 tuổi. 31 tuổi thì nó già không già, trẻ không trẻ, nó cũng nằm ở chính giữa độ chín chắn của một con người. Và có thể là nằm ở trong một cái nấc thang thành công của sự nghiệp. Vấn đề là cơ bắp ở lứa tuổi này nó có phát triển triển như là lúc còn trẻ hay không thì mình phải thẳng thắn thừa nhận là chắc chắn là không. Nhưng mà có một câu trễ còn hơn không, đúng không? Trễ còn hơn không, nhưng mà này trễ cũng chưa trễ lắm. Trễ mới có 15 phút và thầy còn cho vô lớp, thầy chưa có vắt ở ngoài. Thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm, tự tin. Mình tập thể hình nó được nhiều cái giá trị khác nhau, chứ không nhất thiết là tập thể hình là cứ đi so kè độ lớn cơ bắp với người khác. Nên vấn đề này cũng không có thật sự là lớn. Bạn cứ tiếp tục tập luyện. Với 9 tháng rồi thì bạn cũng đã bước vào thế giới thể hình được một khoảng thời gian tương đối đủ để cảm nhận những cái khó khăn cũng như là những cái điều hứng thú mà thành mang lại. Quay lại vấn đề của bạn là thời tiết bên Hàn Quốc bạn có lạnh thì lạnh thì chịu thôi, chứ bạn đừng có pha kiểu nước nóng như vậy nha bạn. Tại vì khi mà nhiệt độ cao đi vào gặp protein, mà nhất là mấy quay protein nữa, thì nó sẽ ảnh hưởng một phần, nó ảnh hưởng một phần đến chất lượng của protein. Do đó bạn cũng hạn chế vấn đề này. Bạn có thể giữ ấm bằng nhiều cách khác, tuy nhiên đừng nên pha kiểu này, pha với nhiệt độ thường của nước hoặc là nước đá lạnh càng tốt. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 1526. Chào anh Duy và Hương Trần. Anh Duy trước khi hỏi xin lỗi anh trước. Em là người đặt câu hỏi lần trước nhờ anh tư vấn về các loại xe đạp. Anh Duy có nói là anh mua một chiếc nhưng không xài, rồi kêu em có cần thì anh bán rẻ cho. Em thì rất cần mua một chiếc xe đạp cho vợ em tập thể dục tại nhà cho khỏe. Em cũng muốn vợ em đi tập gym cùng em luôn nhưng chưa được vì vợ em bị chứng tiền sản vật khi sinh. Hệ thống tim mạch chưa ổn định nên cần đạp xe. Khi nào hệ tim mạch tốt lên rồi hai vợ chồng em sẽ cùng đi tập gym. Anh Duy ơi, chiếc xe đó còn hay không? Và chiếc xe đạp đó có đáp ứng cardio 30 phút trên ngày đối với một người được không anh? Vì nghe nói là anh không xài được. Nhưng em nghĩ là đồ của anh Duy chắc tốt. Và nếu xe còn và anh đồng ý thì sẽ chuyển khoản cho anh. Và anh có thể ship hàng cho em được không? Em cách đến 450 km xa quá. Em ít khi lên thành phố Hồ Chí Minh nên không đến được lúc này. Mong anh trả lời. Câu hỏi này của bạn chắc cũng cách cả tháng rồi. Cái xe đó thì chắc chắn là còn, tại vì cũng để yên nó thôi, chả ai đụng đến. Thì cái xe này có tốt hay không thì bạn đừng chủ quan là đồ của anh Duy là tốt. Cái này cũng nói thật. Cái chiếc xe đạp này là hàng tàu nha bạn. Hàng tàu ngày trước mua là nhu cầu, là tại vì bên Việt nó gần có mấy chiếc xe như vậy đó. Sao cái xe đó anh không để bên nó đi? Cái gì mới mua, cái xe này là của riêng. Xe này là tài sản cá nhân. Đó, cái xe này anh mới mua riêng về cho mẹ đạp. Thì đối với một phòng gym mà 100 người leo lên á thì có thể là nó cùi. Nhưng mà đối với home gym á, có mình bạn leo lên, bạn leo ngày đâu được 100 lần đâu mà lo. Nên cái xe này nó xét về tập trong phòng gym thì nó sẽ thường thôi chứ chả có gì gọi là xịn cả. Nhưng mà nếu mà tập ở nhà thì đáp ứng đủ như nhu cầu. Thì ngày trước á, Duy mua cái xe là có 4 triệu mấy à, không có đắt. Thì bây giờ á thì để cũng để không, chả để làm gì. Mà bạn có tình á thì thôi Duy cũng đáp lại cái ý đó là cái xe này thôi, giờ Duy bán bạn luôn. Off 50% cái xe này. Rồi tiền ship gì đó Duy không biết nha.
tôi bạn mua rồi đó, ai vận chuyển ra đó thì bạn trả tiền vận chuyển cho cái người mà giao cái xe cho bạn đó, mà đi cũng chưa vận chuyển cái nguyên cái xe, bây giờ cũng chả biết vận chuyển bằng hình thức gì nữa. Cái vấn đề là có thể là bên bộ phận sale của Thu Hương hay vận chuyển hàng đó thì có thể support vào vấn đề này. Bạn liên hệ với Thu Hương qua đường dây nóng là 1900 2050 hoặc số phone là 0934 116 40 để giải quyết vấn đề này. Không biết bạn này bạn ở đâu ha? Anh cũng đâu biết đâu. Ờ chứ mà nhưng mà em nghĩ một cái xe đó mà ví dụ bạn ở miền Tây hay là chuyển bằng mấy cái chành xe thì giá tiền cũng không có bao nhiêu. Thì anh không cả. Có biết bạn ở đâu, khi chuyện đó từ từ bạn liên hệ sao. Nhưng mà nói rồi, hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình thì đau đớn cho hoa lắm. Nên bạn có tình thì dưng với chút xíu ý, 5% off. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 1527. Chào anh, em có xem thành phần Outlet thì thấy nó có chứa 576mg natri, tức là 24% natri theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế. Em thắc mắc là tại sao người ta lại bỏ nhiều natri trong một liều liều cao như vậy. Em thì thắc mắc chứ không có ý gì khác, mong anh giải đáp. Cái này thì natri, cái 24% nó cũng chưa gọi là nhiều. Nhưng mà khi cái natri này có thể nó anh không có, chưa có cái gọi là một cái thông tin thật là chi tiết về Outlet này, mà bạn hỏi một cái vấn đề cũng rất là nhỏ xíu trong cái hũ Outlet luôn. Nhưng natri này có thể nó không phải là natri xấu, không phải là cái natri mang tính chất tiêu cực. Có thể natri này nó kết hợp với những cái chất nào đó, nó tạo những chất gọi là điện giải cho cơ thể, tạo những chất điện giải. Tại vì pre-workout thường thường nó sẽ đi kèm với những chất điện giải đó, để khi bạn tập thể hình nó bạn mất nước thì những chất điện giải trong cơ thể nó mất luôn, nó dẫn tới sự mất cân bằng ion trong cơ thể, thì nó buộc phải bổ sung những cái thằng ion này vào để giữ cái cân bằng ion lại. Nếu không thì bạn nguy đó, bạn nguy nha. Bởi vậy cái thằng pre-workout thì nó thiết kế tao tính toán hết trơn rồi, chứ trên đời thì chả ai mà đi bỏ natri mà vô duyên vô trong đó làm gì cả. Còn những cái sản phẩm whey protein á, bạn thấy natri nó cao thì đôi khi cái này là người ta tách chưa có hết, từ tự nhiên mà nó tách chưa có hết, nó còn như đó, chứ cũng không có ai mà đi bỏ natri vô làm cái gì cả. Trừ phi những cái chất bảo quản đồ ăn bạn mua siêu thị á, người ta phải bỏ muối vào để nó bảo quản, không có muối vào nó hư. Trừ các cá ngoài đại dương mình bắt về á phải ướp muối, nếu không có muối nó ương thì cái đó là cái công nghệ ướp. Còn cái chuyện mà thực phẩm bổ sung bảo đảm, bạn không có một hãng nào đi bỏ natri vô làm gì cả. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 1528. Chào anh Duy và chị Hương, em thấy trong thành phần 1MA có lượng caffeine khá lớn bằng 2 ly cà phê. Vậy nếu dùng nhiều có dẫn đến nghiện và lượng caffeine đó có ảnh hưởng gì đến cơ thể hay không? Chắc chắn là có ảnh hưởng chứ bạn. Nếu không có ảnh hưởng thì nó không còn là liều cao nữa. Chắc chắn nó phải ảnh hưởng. Tại một linh hồn của liều cao nó phải là caffeine trong đó. Còn những cái phần còn lại nó cũng rất là quan trọng với bạn, nhưng mà caffeine thường là không thiếu. Thì bạn nói dùng về lâu về dài có ảnh hưởng tới gây nghiện không? Thì cà phê là một chất gây nghiện mà. Có thể dùng về lâu về dài bạn có gây nghiện, có gây nghiện cho mình. Nên nhà khuyến nghị ta mới cảnh báo bạn dùng 8 tuần, nghỉ 4 tuần để chi? Tránh nghiện. Còn nếu mà bạn cảm thấy không nghiện thì xài luôn. Như gì đâu nghiện gì đâu, vẫn bình thường, cuộc sống vẫn cứ thế mà thôi, không có cảm giác nghiện cà phê in. Do cà phê in gì cũng dùng vừa phải thôi, cũng chả có nhiều. Mà bạn dùng có 2 ly này mà hai ly cà phê mà bạn nói nhiều thì bạn tủ lượng cà phê yếu quá. Nếu mà bạn đi làm mà gặp sếp bạn kêu lê la quán xá tiếp khách không mà chắc bạn chết. Ngày 10 ly là chuyện nhỏ. Còn cà phê in như đây cũng chưa thấm tháp gì đâu mà đừng có rung. Câu hỏi 1529. Em có xem thì biết là cứ 3 tiếng mà không có nguồn protein cung cấp sẽ rơi vào tình trạng dị hóa. Em thì phải đi học từ sáng đến trưa, rồi từ trưa đến chiều, 5 giờ chiều mới bắt đầu đi tập. Và không biết ăn gì nên cứ giữa buổi học em chỉ uống 200ml sữa tách béo. Em biết thế là thiếu rất nhiều, nhưng em chẳng nghĩ ra món nào để mang vào trường cả. Hai anh chị giúp em. Có đỡ ăn không mà, 250 cái gì? 250ml sữa của bạn có đỡ ăn không, nhưng mấy không đâu nha. Mặc dù nó không nhiều thiệt, nó chừng cao máu lắm mà gần 10g protein thôi. Nhưng mà như nói rồi, có đỡ ăn không. Thì giờ bạn dùng như nó ít quá, bạn dùng thêm. Hoặc là bạn dùng những cái thực phẩm tự nhiên khác. Nhưng mà thôi dùng đi học cực khổ làm chi, mua cái body mang theo uống đơn giản. Ngày xưa Duyên khổ mà nhiều. Ngày xưa đôi khi có tiền Duyên không biết mua, không có để mà mua nữa chứ đừng nói. Ngày xưa đi học biết làm gì đâu. Thì cũng như bạn ăn cơm hàng cháo chợ thôi. Bởi vì có đời tập sinh viên nó khó, rất khó, rất khó. Cơm hàng cháo chợ mà anh ăn á thì bây giờ cũng chắc cũng 20 ngàn một suất đó đúng không? Hồi đó hả?
ở đó có bây giờ tính bây giờ đi, bạn này bán hàng bây giờ nè, bây giờ ai mà biết, có đi ăn cơm hàng trong chợ đâu mà biết. 20 ngàn. Ngày xưa anh đi ăn cơm hàng trong chợ có 4 ngàn đĩa à. Thì 4 ngàn đĩa. Ừ, 4 ngàn đĩa. Đấy hả? Cơm 4 ngàn đĩa. Em không ngờ sorry. Em không ngờ hồi xưa anh cũng khổ vậy đó hả? Trời ơi, lãnh mắt cái giá tiền thị trường hồi xưa nó như vậy chứ khổ cái gì. Có thời gian cơm 4 ngàn nữa. Trời ơi, xăng 5 ngàn lít sao. À. Trời ơi, cái thằng gọi là gì, sinh sao đẻ muộn, không có hiểu được lịch sử của Việt Nam nè. Có thể lúc cái giá đó là em chưa vô Thành phố Hồ Chí Minh nữa. Ủa, thời lúc đó em còn đang tập bò rồi. Mày quê em mới chứ. Bây giờ bạn ăn cơm hàng cháo chợ, bây giờ cơm sinh viên cũng 18-20 ngàn rồi. Nên trường hợp của bạn tuyệt vời nhất vẫn là vong sung đó. Ngày 2 bữa. Ngày 2 bữa là mấy chục ngàn. Thôi bạn uống nửa gói Lean Body thôi có 30 ngàn. Có thể Lean, có thể Fusion, có thể Mass, cái gì cũng được. Miễn là cái thực phẩm bổ sung thôi. Tại sao anh nói như vậy? Tại vì đơn giản, nó vệ sinh, nó tiện, rất là tiện trong cái ngữ cảnh của bạn. Còn bây giờ bạn đem ức gà với trứng bạn ăn vô cái nước là bạn ăn xong mấy người bạn xung quanh bạn chạy hết trơn. Mùi chi gì nổi. Ai cũng nói thằng này sao nó kỳ. Đúng không? Mùi lắm. Bạn ăn mà thấy ngon, mà người xung quanh ta ngửi rất là khó chịu. Đó là vấn đề vệ sinh. Nhất là trong cái hoàn cảnh mà public, tức là hoàn cảnh mà đông đúc bạn bè như bạn đó, thì cứ Lean Body mà tán. Còn bạn thu hàng đại gia đi thì sau này cứ RTD 51 khỏi suy nghĩ. Đúng không? RTD 51 cái lon luôn, uống như nước ngọt vậy. Uống ụp xong dục cái lon đi. Bà mới nghe chai nhìn bạn cảm ơn em. RTD 51 nhìn cái bình nó nhỏ vậy thôi nha. Nhưng mà em mỗi lần em uống em chỉ uống 1/4 bình một lần. Không, làm sao mà uống hết nổi được cái bình đó. Rồi tin cô đặt. Quá nhiều. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 1530. Em năm nay 16 tuổi, cao 1m81, nặng 80kg và tập được 6 tháng. Em thì không có điều kiện để đi đo in body tape, nên chỉ đo được trên mạng hoặc thấy online. Thì ra kết quả là 18%. Mỡ. Nhưng phần mỡ bụng của em rất nhiều. Anh Duy có thể chỉ em phương pháp tập và chế độ giảm mỡ được không? Em không có điều kiện dùng thực phẩm bổ sung. Rồi nếu mà bạn không có điều kiện dùng thực phẩm bổ sung á, thì bạn cũng phải có điều kiện theo dõi hồi đáp cho bạn cái vấn đề này. Nó xưa rất là nói rất là nhiều lần rồi, tôi Hương nhắc lại sơ cho bạn cái vấn đề giảm cân như thế nào đi. Thì giảm cân thì bạn phải tính được BMR của mình. Thì bạn đo trên online.com.vn đúng không? Thì nó đo được BMR cho bạn luôn. Thì nó sai chút đỉnh nhưng mà kệ, chấp nhận đi. Thì bạn cộng thêm 500 calorie ra TDEE. Bây giờ bạn muốn giảm mỡ thì bạn phải ăn dưới cái mức TDEE của mình. Đúng rồi, ví dụ như là giờ em quan EMA của bạn là 1600, bằng cộng TDEE nữa, bằng cộng 500 nữa 2001. Thì bạn ăn phải xoay quanh số này. Không được cao quá, chắc chắn không được cao quá rồi, càng thấp càng tốt, tùy theo sức chịu đựng của bạn. Và cái thành phần phải protein nó cao lên, fat với carb ít tốt. Đừng có nạp hàng đó nhiều, khống chế protein cao lên và kết hợp tập luyện cường độ cao đơn giản. Cardio. Từ từ mỡ rút hết rồi bụng mỡ rút luôn. Cardio và cường độ tập tạ đúng không? Ừ. Ngày ăn làm nhiều bữa nhỏ. Bạn này mới có 16 tuổi cao mới 81 luôn trời. So với bạn trẻ Việt Nam giờ cao thiệt chứ ha. Thế hệ của mình đi hồi đó hồi nhỏ đẻ ra chiến tranh thiếu sữa hay sao á. Không cao được. Anh cao có 1m72 đứng luôn à. Câu hỏi 1531. Cho em hỏi bột đậu gồm 8 loại đậu khác nhau, gạo lứt và mè đen, có giá trị dinh dưỡng như thế nào? Theo em được biết đậu có khá nhiều protein, vậy mình có thể dùng lâu dài hay không? Thì đương nhiên bình thường á, em dùng lâu dài được, chắc chắn được, anh nói thiệt. Em dùng lâu dài được, đậu như ngũ cốc như cơm gạo vậy, ăn suốt đời chả có chết. Nhưng mà nếu em ăn đậu vì protein thì em xét lại, đơn giản vậy thôi. Lý do giờ em ăn cơm vì gì? Em ăn cơm em vì cái gì? Cáp. Vì cáp đúng không? Bây giờ thằng đậu bà con với thằng kia. Bà em ăn em vì cái gì? Cơm. Thứ nhất á, protein từ thực vật á, nó sẽ có giá trị sinh học kém. Và nó cái khả năng giữ nitơ trong cơ thể thấp. Không nên, anh nói là không nên nha, không nên mình dùng đậu vì protein. Cái gì nó phải ra cái đó. Em dùng protein, em vì protein em kiếm thịt cá trứng sữa em ăn. Còn em dùng đậu á thì ok, bữa nay bù đúng không? Ăn chè à chơi vậy đó. Thì được, đậu là một đồ ăn, một thức có thể thức uống luôn nữa. Nó cung cấp cho mình chất dinh dưỡng. Trong đó nó có vitamin, khoáng chất, rồi có sơ, rồi nó có rồi protein như protein, cáp, tùm lum hết. Nó là một chất bổ sung dinh dưỡng, nó giống như cơm, như gạo. Nhưng mà được cái là cái cáp trong đó nó tương đối nó tốt cho người thể hình hơn so với gạo trắng. Đơn giản như vậy thôi. Chứ còn em không nên dùng.
đậu gì đó viên protein. Chị đó nó nghe nó kỳ lắm. Câu hỏi 1532, em chào anh Duy và chị Thu Hương, em xin chia sẻ chế độ dinh dưỡng của em. Ức gà ăn khoảng 300g mỗi ngày, thỉnh thoảng đổi thành cá ngừ chia đều 3 bữa. 10 cái lòng trắng trứng chia đều trong ngày, sáng 2, trưa 2, chiều trước tập 2 tiếng. 2, sau tập 2 và trước khi ngủ 2. Yến mạch mỗi ngày 3 serving chia đều 3 bữa. Yến mạch em xay bằng máy xay nhuyễn rồi cho thành nấu thành cháo. Các loại đậu xanh, đỏ, đen em trộn chung với yến mạch, 2 trái chuối. Em tính ra thì protein rơi khoảng 120g mỗi ngày. Em cao 1m7, nặng 69,5kg. Với lượng protein ít như vậy thì theo em cảm nhận cơ thể vẫn ổn định và giữ cân bằng. Anh cho em xin ý kiến về thực đơn trên. Do là sinh viên nên không có điều kiện mua thực phẩm bổ sung. Còn thực phẩm tự nhiên thì em cũng chỉ có thế. Về cơ bản chưa đo in body test nên lượng cơ mỡ em chưa xác định được. Nhưng với đánh giá so với nhiều người cùng cân nặng và chiều cao, em thấy cơ thể em khá đẹp, cơ bắp to và gọn. Vấn đề đau đầu của sinh viên như em chính là protein. Không biết anh Duy có cách nào không? Vì protein từ thực phẩm tự nhiên em còn viêm túi, chứ đừng nói đến thực phẩm bổ sung. Nếu có cách cùng lắm em tăng gấp đôi lòng trắng trứng và ức gà. Trứng gà em mua xỉ một lần 100 trái. Dữ. Em sợ ăn nhiều cái gì đó bao giờ cũng không tốt. Bạn bè thấy em điên cuồng vì gym, ăn uống kinh khủng nên bảo em bị điên. Nhưng đứa nào cũng thích và không phủ nhận body của em. Mới thử nghiệm thực đơn trên 1 tuần, nhưng tập được 1 năm nên ý chí quyết tâm dữ lắm. Mong anh giải đáp câu hỏi. Vấn đề của bạn này giống như vấn đề của bạn trên kia là có đậu nhiều đúng không? Đậu tùm lum hết. Thì lại vấn đề trên đậu trên kia cũng nói chưa hết ý. Đó là một chuyện á, là protein từ đậu. Thì bạn lên website thanhonline.com.vn á, bạn search. Có thể trên đó gì đó làm được đậu Hà Lan hay đậu xanh, đậu gì đó. Bạn cứ search thử có nó ra hay không. Bạn nhìn vô cái bảng profile của acid amin á, bạn nhìn cái nào thiếu. Chắc chắn nó sẽ thiếu, không bao giờ đủ được. Chắc chắn nó sẽ thiếu một. Ví dụ như protein, những cái acid amin thiết yếu là nó có 7 loại quan trọng. Ví dụ như 7-8 loại quan trọng. Nhưng mà trong đó nó thiếu đi một loại. Nó thiếu đi một loại thôi là cả như là 7 loại kia là mỏ. Nó ác vậy đó. Protein nó đau đớn như vậy đó, chứ không phải giỡn đâu nha bạn. Không có sự cân bằng. Đúng rồi. Chỉ cần 8 loại, bạn 8 loại cần thiết. Ví dụ 8 loại cần thiết đi. Bạn phải đủ. Nhưng mà bạn đủ được 7 loại còn loại nó thiếu. Là cả như protein nó cũng bỏ. Nó không hấp thu được 7 kia. Nó phải hấp, nó bao giờ nó cũng tính theo cái thằng cùi nhất. Đó. Do đó còn một cách để cheat trường hợp này nữa. Tức là bây giờ bạn thấy thằng cùi đó đúng không? Bạn thấy thằng cùi đó, bạn kiếm một cái thực phẩm khác. Mà cái thằng này đang thiếu nè. Mà trong cái thực phẩm đó nó đang dư. Vì đấy ví dụ như là lysine đi. Ví dụ sản phẩm A đang thiếu lysine. Bạn đi kiếm một cái sản phẩm B dư lysine. Bạn ăn hai kết hợp chung. Thì như vậy nó sẽ giải quyết được vấn đề lysine. Và lúc đó là protein của hai thằng cộng lại nó hấp thu tốt hơn protein từng thằng. Nhưng mà trường hợp này nó cũng hy hữu lắm nha bạn. Trường hợp này nó cũng hiếm lắm. Tại vì thường thường á, nó thiếu này là những thằng bà con nó thiếu hết. Đó, thường vào phải kết hợp một cái động vật với một cái thực vật nó mới khắc phục được tình trạng đó. Tại vì động vật á, protein nó quý, nó giá, nó cao cấp. Tại vì những cái thằng acid amin thiết yếu nó toàn dư không à. Hiếm nào thiếu lắm. Còn protein thực vật bạn nhìn thấy nó nhiều vậy đó. Nhưng mà chọt cho nó thiếu một thằng thôi là bạn đủ chết, đừng nói thiếu hai thằng. Do đó bạn ăn đậu đúng không? Cái loại đậu bạn ăn bạn phải hiểu cái đã. Bạn phải hiểu cái đậu đó nó đang thiếu acid amin gì. Rồi bạn mới tìm một cái loại thịt hay một cái loại protein sữa, cá, trứng gì đó. Nó dư được cái đó để nó đắp qua. Nhưng mà đắp qua khi đó là hai thằng cộng lại không được thiếu nha. Ví dụ như nhu cầu của cơ thể người là anh ví dụ như là acid amin lysine là 10 đi, 10mg đi, anh ví dụ thôi. Nhưng mà thằng kia nó có 5. Rồi thằng nọ nó có 4. Hai thằng cộng lại là không được, đúng không? Hai thằng cộng lại nó tính gấp đôi lên là 20. Chứ không có tên hồng không tính còn 10 nữa. Nó ví dụ như một thằng 9 nhân thằng 10 đi là cũng không đủ. Mà phải là một thằng 9 thằng 11 cộng lại nó ra 20 thì nó mới cân bằng được. Rồi cái vấn đề đó là vấn đề kỹ thuật cao khi sử dụng protein trong những cái trường hợp ngặt nghèo giống như từng những bạn sinh viên đó. Thì cái này ngày xưa người ta cũng dùng nhiều rồi. Ngày xưa hoàn cảnh mà cũng cặp đôi hoàn cảnh nhiều lắm. Nên phải dùng như vậy. Còn bây giờ thì thực phẩm bổ sung ra đời cái khái niệm nó ru mờ rồi.
chẳng cần gì phải khổ vậy, kiếm chi hai thằng trộn chung pha chung, rủi hai thằng đó tạo thành món ăn ăn được còn đỡ, hai thằng đó tạo thành món ăn ăn trả được chứ chơi khổ dữ nữa đó. Bởi vì cái vấn đề ăn uống từ tự nhiên nó cực nó khó vậy, thì các bạn đã chấp nhận ăn những cái món quen thuộc thì phải hiểu những cái món đó để coi nó thiếu cái gì mình bổ sung cho nó đúng. Nó thức ăn tự nhiên thì nó muôn, gọi là nó muôn hình luôn, nó rất là nhiều. Thì bạn nào ăn thì bạn nó phải tự hiểu cuộc đời của mình, chứ anh thì anh không có thời gian mà đi tìm cái thằng thiếu thằng thừa đến bổ sung vô. Nó anh nạp luôn, nạp anh protein. Nếu mà tự nhiên á thì anh chọn là thịt cá trứng sữa, động vật không, động vật không, thực vật khỏi lo rồi, thực vật ăn vô nó chắc chắn nó có rồi, thực vật là cái chấp nhận chứ phải là thực vật là cái mà anh chối từ. Anh không nói protein thực vật là không đáng xài, không nên xài ABC, tại vì protein thực vật ăn vô nó nằm trong bụng chứ nằm đâu, nó chả chạy đâu được cả. Mình thật anh không còn phải quan tâm tới nó, anh chỉ cần quan tâm tới thằng quan trọng là thằng động vật nó đủ hay không, những thằng acid amin thiết yếu là cái cơ thể nó không tổng hợp được mình mới cần chứ đó. Mình mới cần những thằng acid amin không thiết yếu đó, thiết yếu cần những thằng acid amin thiết yếu, tức là những cái thằng cơ thể nó không tổng hợp được thì mình phải nạp vào từ thịt cá trứng sữa, chứ không ai nói mà đi nạp đậu nành để kiếm acid amin thiết yếu hết. Cái chuyện đó nghe nó rất là ngưỡng tai, nó mà một sự thật mình phải chấp nhận như vậy. Có thể là rất là nhiều bài viết, rất là nhiều quan điểm người ta muốn chứng minh đậu nành là một thực phẩm tốt, là nó ABC, đậu này đậu kia, Hà Lan, ngũ cốc, đậu trắng, đậu đen, đậu đỏ gì đó, nhưng mà cái gì nó cũng phải mình phải hiểu được cái vấn đề để mình quyết định, mình chọn lựa, chứ mình ăn vô mà mình không hiểu đó như thế nào hết trơn thì nó không tốt cho lắm. Và bạn này là sinh viên thì bạn đã thiết kế được cái thực đơn như vậy thì bạn cũng có nghị lực siêng rất là lớn, bạn tìm tòi tìm hiểu. Mà bạn nói là bây giờ protein bạn thiếu như vậy bạn hơi lo, đúng không? Lo thì khả năng bạn có thể đắp bồ ức gà lên, đắp bồ làm cá trứng lên, đắp bồ chi khổ vậy, thịt heo đâu có mắc đâu bạn, đúng không? Ăn đa dạng đi, đừng bao giờ ăn một thứ hết, tại vì như nói rồi acid amin mà một con gà này á thì acid amin nó vậy đó, bạn ăn suốt đời nó thì nó cũng là như vậy. Mà bạn qua con heo, bạn ăn vừa gà vừa heo vừa bò vừa chó với nhau á thì nó nhiều loại nó trộn vô thì bao giờ nó cũng sẽ ổn định hơn một thứ nó luôn thừa cái này nó thiếu cái kia. Như đang nói đó là acid amin, chưa nói gì tới vitamin và khoáng chất, tại vì trong vitamin khoáng chất nó thừa nó thiếu nó cũng rất là khó chịu, nó phải đầy đủ hết. Mà thằng vitamin khoáng chất nó đâu có ít đâu bạn, rất là nhiều nó, bởi vì mình phải kết hợp từ nhiều nguồn thực phẩm với nhau cho nó tốt. Thì bạn canh theo ngân sách của mình, cái nào rẻ thì bạn gom vô bạn ăn. Ức gà rẻ được, lòng trắng trứng, thịt heo, bỏ mắc quá heo bỏ, nó những cái loại thịt nào mà nó rẻ, cá rẻ nè, cá ngừ đâu có mắc đâu bạn, cá ngừ bạn mua về bạn chịu khó bạn rửa cho nó kỹ cho nó sạch đi cái lớp muối ở ngoài, rồi bạn hấp đi, bạn kho lạc cái gì đó, bạn ăn đủ thứ món trên đời hết, không phải protein cứ tự nhiên là mắc, nó tùy bạn ăn cái gì nữa, và cứ không phải protein thì phải bổ sung là mắc. Tùy bạn ăn cái gì nữa, tùy bạn xài như thế nào, nếu bạn tính toán bài toán nó giữa cái được và cái mất á, chứ không nghĩ là thực phẩm bổ sung nó sẽ mất là tự nhiên. Câu hỏi 1533, anh Duy ơi cho em hỏi là cần những điều kiện tối thiểu nào mới được làm đại lý phân phối thực phẩm bổ sung? Câu hỏi này thì khá ngắn gọn. Câu hỏi này ngắn gọn không phải là trong phạm vi của chương trình hỏi đáp, cái này là thuộc về business, thì bạn trên website đã ghi rất rõ ràng. Nếu mà cần thông tin gì thêm thì bạn cứ liên hệ bộ phận kinh doanh của Thế Hình Online của BBT qua địa chỉ email của Thu Hương. Cái việc này thì official, cái việc này là cái việc kinh doanh, nó không phải là trên kiến thức về gym, mà thông cảm. Thì bộ phận biên tập và bên media sẽ thể hiện cái email của Hương trên màn hình, và nếu mà bạn có bất kỳ nhu cầu gì thì bạn có thể liên hệ Hương qua email đó. Chúng ta qua câu hỏi cuối cùng của chuyên mục hỏi đáp hôm nay. Đêm đã dần khuya mà sao em ho to thế? Hồi nãy 12 giờ anh thấy em còn tập sung lắm mà. 12 tập mà ho ha. Tập mà bệnh nè. Bởi giống anh hồi xưa cảm tập rồi. Tập về cảm tiếp. Anh nhìn mà em tập xong em thấy rất là khỏe. Câu hỏi 1534, em tập được 1 năm nhưng cơ thể cũng khá thay đổi nhiều. Em có sử dụng thực phẩm bổ sung là whey protein của On. Dạo gần đây em có theo dõi kênh Thể Hình Online trên YouTube. Anh cho em hỏi, em có thể theo dõi Lean Body cơ bản được không? Hay theo tăng cơ 6 buổi một tuần? Và anh có thể chỉ cho em cách sử dụng loại whey nói trên một cách hiệu quả được không? Thì bạn tập hình trên 5 thì theo dõi Lean Body căn bản là được rồi bạn.
Rồi còn Quay On đó là không phải BBT phân phối nha. Quay On đó thì cái của một công ty khác ở Việt Nam phân phối cái dòng quay này. Thì bạn muốn biết chính xác á thì bạn có thể hỏi người bán cho bạn, đó là nó chắc ăn nhất. Còn bây giờ mà Di tư vấn cho bạn, lỡ mà nó nghịch ý người bán của bạn á thì cũng hơi kẹt cho đôi bên. Nhưng mà thôi, bạn nói Di xin thưa, quay nào cũng là quay thôi. Quay nào cách dùng như này như nhau cả. Trước tập là cái điều kiện trước tập nó không được thật sự cần lắm nha bạn. Sau tập cần hơn, buổi sáng cần hơn rồi mới tới trước tập. Hai điều quan trọng nhất là buổi sáng và sau tập. Sau tập quan trọng nhất, buổi sáng quan trọng hai, trước tập quan trọng ba. Dùng 3 thời điểm ra là được. Câu hỏi của bạn cũng đã khép lại chuyên mục hỏi đáp ngày hôm nay. Rồi giờ đêm cũng đã giờ khuya rồi, Di chúc các bạn có một giấc ngủ ngon. Và đây cũng là số cuối cùng mà hôm nay Di và Thu Hương quay. Thì xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục hỏi đáp số tiếp theo, tức là 146. Xin chào các bạn. Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thể hình online. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p, do đó các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn. Và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.